Trước đây có nhiều anh chị em hỏi Hiền là chị ơi, bạn em nói mình là đa cấp, đúng không ạ? Nhưng Hiền nói rằng là làm sao mà mình phải xấu hổ? Ngay cái đứa nó nói mình, nó còn chẳng hiểu thế nào là đa cấp, đúng anh chị em? Nó không hiểu là thế nào là đa cấp. Đa cấp anh chị em thấy tuyệt vời không ạ? Nó xuất phát đâu từ Việt Nam, nó xuất phát từ quốc tế, rất là tuyệt vời. Nếu như đúng đa cấp, rất tuyệt vời. Vì mình có một đội nhóm, các bạn đồng đi học, các chị muốn thành công giàu có phải tất cả anh chị em mình phải đi học phát triển bản thân đúng không ạ? Nhưng đa cấp dạy cho anh chị em mình hoàn toàn miễn phí. Nhưng tại sao nó bị mang tiếng xấu? Bởi vì sao? Nó quá tuyệt vời đúng không? Nhưng sẽ có những con người khác nhái theo, nhưng làm không đúng, nói quá lên cho người ta ôm hàng, tức là lợi dụng một cái gì đấy tốt đấy, xong là sang chuyển sang của mình để cho người dân ôm hàng, đúng không ạ? Đi lừa nhau, đấy là cái xấu. Chứ còn đây, các bạn thấy, nếu là đa cấp thực sự, các bạn được học tập phát triển bản thân hoàn toàn miễn phí. Như Hiền chia sẻ, đi học không phải là cầm bút viết 1, 2, 3 đâu, mà mình chỉ học những cái gì đánh thức trong con người của mình, đúng không ạ? Lúc này nó khơi đẩy bên trong, nó cất ở bên trong, mình không khơi quả ra, mình mất tự tin. Mình cứ nghĩ rằng là mình rất kém cỏi, nhưng đi học, người ta chia sẻ cho mình là đều có điều tuyệt vời hết, nhưng do mình chưa cố gắng, chưa tuyệt vời nên là mình mới chưa thành công. Vậy bây giờ mình cần có mục tiêu, mình cần có kỷ luật để mình được thành công. Do vậy đa cấp hoàn toàn có lợi cho toàn bộ anh chị em mình rất nhiều. Ai cũng có lợi hết, không ai là không. Ngay bản thân Hiền cũng có lợi, bởi vì Hiền đào tạo ra một hệ thống những người kế cận Hiền, những con người tuyệt vời, để sau này những cái ngày mà hôm Hiền bận, đúng không ạ? Hiền không phải đào tạo đâu, đúng anh chị em? Những người kế cận với Hiền lại tiếp nối của Hiền và đào tạo hệ thống ở dưới, đúng không ạ? Mình đào tạo đây có phải là đào tạo của hệ thống của mọi người đâu. Như Vũ Hiền có đào tạo hệ thống của Vũ Hiền đâu. Vũ Hiền mỗi lần được đào tạo đều đưa lên cộng đồng của mình để anh chị em mình vào Zoom, đúng không ạ? Nhưng cái chính vẫn là cộng đồng ấy, hệ thống của người ta trước, sau đó là toàn bộ, đúng không? Anh chị em mình đã học nhiều không? Rồi giao lưu với những anh chị em khác thành công rồi để mình quyết tâm không ạ? Rất là tuyệt vời. Nhưng mà do một vài hệ thống xấu thì nó làm con sâu bổ tổ canh để nó làm cho ảnh hưởng đến mình, và mình cho rằng là xấu. Nhưng Hiền nhắc lại, hệ thống vô cùng tuyệt vời. Bản thân mỗi con người chỉ có 24 giờ thôi. Mình cần thành công thì cần sự giúp đỡ của nhiều người khác nữa, đúng không ạ? Do vậy là ai cũng bằng ai. Hệ thống ở trà sữa khác là hệ thống mỹ phẩm, khác là hệ thống khác, là ai cũng bằng ai. Mình làm được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Ai cũng giống ai. Ví dụ như những người mà trực tiếp ở công ty đào tạo, ở công ty tuyển dụng, công ty của mình ấy, các bạn liên hệ của công ty ấy, thì cũng có cấp bậc, bởi vì thay đấy là Hiền làm sếp của các bạn. Nhưng các bạn ở dưới hệ thống của người khác thì lại có cái người giúp đỡ các bạn trực tiếp làm sếp. Không phải là làm sếp có quyền hay không, mà người ta trưởng thành hơn. Người ta đi vào đây 2 tháng, 3 tháng, người ta được học nhiều điều tuyệt vời rồi, người ta chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Chứ không phải ai là sếp cả.